Hoa hồng thì màu đỏ, violet màu xanh, muốn đi du học nhanh thì tìm VJ nhé. Cùng VJ Việt Nam tìm hiểu trường đại học Chúa Thằng. Được thành lập từ năm 1994 là ngôi trường đào tạo về ngành hàng không hàng đầu ở xứ Hàn. Theo đánh giá mới đây được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố, Đại học Chúa Thằng của Hàn Quốc chính là ngôi trường có tỷ lệ sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm đứng đầu trên cả nước. Trường Đại học Chúa Thằng có thế mạnh trong việc đào tạo về y dược, hàng không, kỹ thuật ô tô. Trong đó, hàng không là ngành chủ lực trong đào tạo của ngôi trường này. Trường tập trung đào tạo 4 ngành, mỗi ngành lại có những khoa khác nhau. Ngành y tế và khoa học y tế bao gồm khoa y tá, hộ lý, khoa trang điểm, làm đẹp, khoa kính quang học, quản lý dược phẩm, răng hàm mặt. Ngành hàng không bao gồm khoa sửa chữa hàng không, khoa dịch vụ hàng không, khoa vận hành hàng không, khoa IT robot hàng không. Ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật bao gồm khoa kiến trúc, khoa xây dựng, khoa IT, khoa nấu ăn. Ngành nhân văn và khoa học xã hội bao gồm khoa kinh doanh, khoa phúc lợi xã hội, khoa tâm lý giáo dục thanh niên. Với nhiều suất học bổng hấp dẫn, kèm theo đó là những chuyên ngành đào tạo đa dạng cùng với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, Đại học Chúa Thằng chính là một sự lựa chọn ưu tú cho sinh viên trong và ngoài nước. Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với VJ ngày hôm nay để lấy cho mình một tấm vé đến xứ sở kim chi xinh đẹp.